cá trắng mình rửa sạch hết rồi, không có đánh dãy, không có gì hết á. Giờ chút nữa mình đem ra mình nướng. Nướng mình có một sẵn một xô nước rồi. Rồi mình gạo mình đã vo rồi, mình nấu một chén gạo này. Mình bỏ một củ hành vô. Với là ít lát gừng vô. Rồi mình đổ gạo vô luôn. Ok, rồi giờ mình đem lên lò mình bạc. Cái này là bột nêm, đường, tiêu, nước mắm. Cái này chút nữa mình nêm nếm. Cháo ăn kèm với là ngò, hành, với là cần tây. Rồi thêm ớt, gừng chút mình cắt mình bỏ lên cháo mình ăn với lại chanh. Rồi người miền mình á ăn chung với lại bánh bánh tráng mì. Miền mình là miền gì? Miền Trung. Dạ, mình ở Nha Trang gần Phú Yên rồi đó. Người mình là người Phú Yên, miền Trung là Phú Yên. Cái mình để nướng xong rồi nè. Bóc khói luôn. Người nóng vậy. Giờ bắt đầu mình dỡ cái nắp cái này kìa. Ừ, nó cháy luôn vậy nè. Cái gì cháy ở dưới luôn, nhưng mà rất là thơm. Nên chịu tử. No, it's okay. Em muốn gì cho mình dỡ, để mình lấy cho nó dễ. Nè cả nhà, thấy ngon kìa. Giờ mình lấy thịt ra nè. Mình nên có cái này không đó? Cá trắng hả? À. Lấy thịt ra để nấu chéo. Cả nhà nhớ nha, mình nướng á, mình đừng có nạo dãy nha. Đừng nạo dãy, đừng lấy ruột gì hết á. Giờ mình rửa muối cho nó sạch thôi. Rửa muối cho nó sạch rồi mình lúc nó chín á mình lấy cái thịt ra cho nó ngon, mà thịt ké nó còn thơm nữa. Mình nạo dãy ra là hết ngon. Có lấy ruột qua không? Không có lấy ruột cả nhà, nghe cái dãy nó giòn giòn ngon, rất là ngon. Cái dãy ăn cũng ngon rồi, mình về mình chèm muối cho nó sạch đi. Ngon. Ừ, cá con chút mà lụm hai miếng rồi. À, thấy miếng cá ngon không? Nghe. Đó. Giờ ở đâu mình lấy hết nguyên một con cá. Thấy không? Thấy rất là ngon luôn. Này rất là ngon, ngon ơi là ngon. Đều Việt Nam đâu có con cá này đâu. À, em cũng biết đi lâu rồi, không biết đâu. Đó, mình ở giờ đâu có thấy con cá này. Chưa bao giờ về Việt Nam, đi mười mấy năm chưa về Việt Nam thành không biết. Trời. Cái trận dịch này là khỏi giờ luôn rồi. Vì quý on sale hotel cho free luôn, khỏi lấy tiền. Không dám đi luôn. Không dám đi, giờ là không dám đi, nằm chỗ. Sợ đi, sợ nó không cho mình về đó nè. Mù đó, nó ngon ghê á. Nè, wow, ngon rụm luôn ơi. Giờ nó còn nóng này, ăn nó mới đẻ nè ông ơi. Nè. Ngon lắm, ngon kinh khủng. Ngon đi. Thường là quá là đã. Này của mình tráng thật ngon nha. Nhưng mà mình nấu chéo cho gia đình mình ạ. Lấy cẩn thận xương. Do nó mình để nấu chéo á, vô cái mình húp á, cái vô là mình bị mất xương á, cẩn thận. Cái này của mình tráng là phê luôn. Ngon lắm nha, rất là đã luôn. Rồi xong rồi, còn cái này thì để chút nữa ăn đi. Rồi xong rồi đó, được nhiêu ké này nè. Này chút ăn đi. Cho mình miếng nữa coi. Ngon quá. Ăn thêm miếng nữa coi. Con hồi rớt hai bộ răng. Nóng thật. Rớt hai hàm răng. Nóng kinh khủng. Này chút nữa. Chút nữa ăn đây. Nóng không? Bánh bánh cho em ơi. Được rồi. Thôi giờ qua mình bỏ. Mình bỏ ké vô cháo nhé. Giờ mình bỏ ké vô nè. Bà ké vô nêm nếm ăn thôi. Này hồi nãy mình bỏ củ hành á, vô cho nó thơm á, với nước nó ngọt á. Xong rồi đó, ké nó cũng đã chín á.
Hồi nãy mình có để cái nước để mình nêm nếm nè, nước mắm nè, nước mắm 1 muỗng, muối nửa muỗng, bột nêm nửa muỗng, đường nửa muỗng. Mình bỏ vô hết luôn. Đường, muối hả? Đường, muối, bột nêm. Đây nè, mình nêm theo cái khẩu vị của gia đình mình thôi nha. Nhưng mà mình không biết nó có vừa ăn hay không. Còn mỗi khẩu vị, mỗi gia đình thì nó khác. Thì các bạn muốn ăn sao các bạn nêm. Còn mình thì mình nêm vậy. Nhưng mà giờ mình cũng vẫn nêm nếm lại rồi thử nó có vừa ăn hay không. Chưa vừa ăn. Còn chút nước mắm này mình nêm vô luôn đi. Còn chút nữa thì ai ăn mặn là tự động nêm nếm. Rồi xong, múc lên bàn ăn thôi. Mình đã múc ra một tô cháo. Ăn kèm mình bỏ hành, ngò, ớt, hành tây. Như là mình bỏ thêm ít cái cần tây này cho nó thơm nha. Ăn chung với nước mắm. Ai ăn lạc thì nước mắm, tiêu, chanh. Đây là cái tô xong rồi hả? Yeah. Còn con gái mình, con mình thì thích ăn bánh mì. Bánh mì đó làm vậy? Bánh mì để nó chấm vô cháo á. Bánh tráng làm vậy hả? À, bánh tráng ăn muốn ăn gì ăn. Còn cái này là tàn cuộc của con ké. Rồi ăn thôi. Muỗng đây. Bỏ vô múc. Ồ, cái tô đã múc ra chứ không phải tô để ăn hả? Ồ, sao không múc từng tô rồi bỏ gia vị vô? Cái này mà bỏ gia vị rồi nè. Ai muốn ăn thì bỏ thêm. Cửa này em mà ăn vô này chắc em xỉu luôn á. Để múc từng tô nhỏ cho ai muốn gia vị nào ăn chứ. Đó là buffet. Hồi giờ chưa ăn chỗ này á. Yeah, buffet đi. Sao người cho anh người tô muốn ngân được bỏ sao bỏ chứ. Còn tô của Lisa là ở bên này. Lisa tự múc. Bên đó là mấy cha con tự sơ vậy đi. Rồi ăn cùng mình cái tô cháo rất là đã luôn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây có đủ thứ đắng, cay, nóng, chua, ngọt, bùi. Có ớt, nhìn ớt rất hấp dẫn không? Nước gì? Nước gì cũng được. Mình cho chút tiêu đi. Mình bỏ thêm chút tiêu vô cái tô của mình. Cái này là tô cháo của mình. Ăn thôi. Thêm chút xíu nước mắm. Rồi ăn cùng mình. Đã quá. Giờ quá đẹp. Ai ăn mặn thì cho ăn nước mắm. Đó. Này là nước mắm ớt tiêu của mình. Mình nặng thêm chút xíu chanh. Chanh vô cháo của mình. Yeah, quá là đã luôn. Mình ăn cháo á, mình thích quậy lên gì nè. Trộn chung những cái gì trong tô có, trộn lên gì ăn nó mới ngon. Vừa nóng, vừa chua, vừa cay. Không có ngọt á. Ngọt, ngọt của cá. Trời bên đây qua cái lạnh không ạ? Lạnh. Hơi lạnh lạnh. Nóng cháo cá ăn là quá đã luôn nha cả nhà. Phục vụ tối đa. Ăn kêu, chả mình canh nước. Nhưng mà mình ăn cháo mình không có thích uống nước. Uống nước vô nó căng cái bụng là không ăn được. Ăn những cái món này mà khô thì uống nước được. Mà cháo nó đã có nước rồi, ăn vô là, uống vô là không ngon. Con mình nó không thích ăn cháo. Hay là nó mới ăn xíu rồi nó no không biết nữa. Nó ăn cháo nó lại thích ăn chấm bánh mì này nè. Mình thử coi tụi nó cái khẩu vị của tụi nó coi. Nó cũng ngon. Bánh mì ngọt ngọt. Chấm cháo là cũng ngon. Ồ, trúng ớt này. Thêm chút chanh đi. Chua chua chút nữa. Cay quá. Cây mà đã. Đã quá. Đi xe ăn mặn. Cây quá.
cái nó đã này vừa nóng được cây. Ngon quá. Một tô cháo của mình rồi ăn hết, còn có chút xíu à. Chúng mình ăn tiếp, vừa nấu á. Cả nhà anh chị cô chú có thấy thích chéo này thì nấu ăn nha. Nấu ăn mùa này nó cũng vừa nóng nữa, cũng cũng chắc cũng đỡ được bệnh không? Mình nói giỡn thôi chứ món cháo kéo này rất là ngon. Cả nhà anh chị cô chú có thích ăn thì nấu ăn, nướng ké lên trước xong rồi mình nấu cháo chín. Rồi mình lấy ké ra, mình lấy thịt ra để mình bỏ vô mình nêm nếm ăn thôi. Rất là ngon. Chim coi chừng xương nha. Coi chừng xương, cẩn thận xương và lấy cẩn thận cho đỡ bị xương. À, anh chị có thích thì share và subscribe để mà share cho các bạn khác coi. Cảm ơn, đi share cảm ơn nhiều ha. Bye bye.